Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Vân MT Gaming. Chủ đề của kênh mình là chơi game và bình luận vui trong trò chơi. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Chờ đợi từ hôm qua đến giờ thì bây giờ cũng đã cập nhật xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ hai đặc vụ của chúng ta sẽ rời khỏi đảo Ka nha, bởi vì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra của bạn, chỉ là hiểu lầm thôi và người ngoài hành tinh cũng đã trở về nhà an toàn rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình đứng đây mình đợi hai đặc vụ này cảm ơn mình xong hết rồi mình sẽ đi khám phá đảo Ka hôm nay có gì mới nha bạn. Xin lỗi nhưng tôi sẽ xóa ký ức của bạn. Trời, trước khi đi còn làm mình mất trí nhớ nữa bạn. Cho mình có 1000 tiền sao à. Tạm biệt nhé, chúc đảo Ka luôn hạnh phúc. Rồi xong, tự nhiên bây giờ mình không nhớ gì luôn bạn ơi. Không nhớ là hồi nãy hai đặc vụ đó cho mình 1000 tiền sao luôn á. Bây giờ mình sẽ đến với bản cập nhật mới thì tất cả các cửa hàng đều thay đổi nha bạn, với một giao diện rất là mới và đẹp luôn. Nay các bạn bấm vào cửa hàng nha, chứ không phải là cái gì mới đâu đó. Bấm vào cửa hàng thì ở trong bên trong nó sẽ là một cái giao diện mới nha bạn. Còn ở ngoài thì vẫn là một cái cửa hàng bình thường. Ở đây chúng ta sẽ có một cái gói sản phẩm mới nè bạn, cần câu búa thần. Wow, một cái gói này thì có giá là 249.000 đồng. Nhưng mà mình thấy một cái điều lạ đó là mình cầm cái búa mình có thể câu được luôn các bạn. Lần đầu tiên trong đời mình thấy luôn đó bạn ơi, là cầm cái búa mà có thể câu cá luôn. Kế xuống đây là sản phẩm yêu thích nè bạn. Thì ở đây cũng đã ngừng bán một vài gói sản phẩm cũ rồi nha bạn. Giống như là cái gói nhà hàng tiệc cưới hay là nhà hàng Mỹ gì đó bạn. Đó, những cái gói đó đã ngừng bán rồi nha. Kéo xuống chút xíu nữa thì là một cái dòng sản phẩm mới nè bạn, giá tốt mỗi ngày. Thì ở đây là những cái gói sản phẩm là được bán trong cửa hàng, trong điện thoại đó bạn. Thì mỗi ngày là đều sẽ có sản phẩm giảm giá sale như thế này ở đây nha bạn. Và một điều đặc biệt ở đây nữa là mình sẽ được nhận một sản phẩm miễn phí mỗi ngày luôn nha bạn, bằng cách là xem quảng cáo nha. Đây là một cái khối nè bạn, khi mình bấm vào đây mình xem quảng cáo xong thì mình sẽ được nhận một cái khối vuông như thế này nha bạn. Và các bạn cũng có thể bấm vào cái góc làm mới sản phẩm ở đây 3 lần một ngày nha bạn. Đây mình bấm làm mới là mình cũng phải xem quảng cáo mình mới nhận được nha. Thì ở đây là mình cũng sẽ nhận được thêm một cái khối vuông miễn phí nữa nếu như mình xem quảng cáo nha bạn. Và tất cả món đồ cũng sẽ được thay đổi luôn nha bạn, để cho mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Như vậy là mỗi ngày mình sẽ làm mới sản phẩm được 3 lần thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ nhận được 3 khối vuông mỗi ngày nha bạn, miễn phí luôn. Thì nếu những khối vuông này mà các bạn không sử dụng, các bạn có thể tái chế vẫn có điểm mầm nha bạn. Thì các bạn có thể sử dụng điểm mầm để mở hộp dịch cũng được. Tiếp theo là sẽ đến gói play nha bạn. Thì gói play ở đây là mình sẽ có một cái gói sản phẩm mới là 30 đá quý cao cấp mỗi ngày luôn. Thì cái gói này sẽ mắc hơn gói cũ mình chút xíu, bởi vì ở trong đây là mình sẽ nhận được số kim cương cũng cao hơn nha bạn. Thì mỗi ngày là ở bên kia mình sẽ nhận được 10 kim cương thôi, còn ở đây là mình sẽ nhận được 15 kim cương và một cái trứng đặc biệt luôn, nên cái giá nó khác nhau. Dành cho những bạn nào mà còn chơi hệ đặt tiền á mà muốn có nhiều kim cương hơn thì các bạn có thể mua gói này để tiện lợi hơn cả cái gói cũ nha. Thì ở đây gói đặc biệt hàng tháng của mình cũng sẽ được cập nhật thêm những cái carbon mới luôn nha bạn. Bây giờ thì mình đến với bốc thăm theo chủ đề nè bạn. Thì ở đây sẽ có một cái bốc thăm mới nha, đó là bốc thăm voi con nhí nhảnh đó bạn. Thì trang phục voi con nhí nhảnh này là mình có cho các bạn xem ở cái video trước rồi nè. Nhưng mà mình nghĩ là bán bằng kim cương, nhưng mà không ngờ là nó nằm ở trong cái hộp bốc thăm mấy bạn ơi, với giá là 30 kim cương nha. Rồi, như vậy là hết gói bốc thăm rồi, bây giờ tới sản phẩm tiền tệ nè bạn, coi có gì mới không nha. Thì mình thấy ở đây cũng không có gì đổi mới cho lắm, cho đến khi mình thấy được là sẽ nhận được kim cương miễn phí mỗi ngày luôn nè bạn, và tiền sao miễn phí mỗi ngày luôn nha, với việc là xem quảng cáo thôi. Tuy là số tiền với số kim cương nó cũng không có nhiều cho lắm các bạn ơi, nhưng mà mình lại có một thêm một cái khoản để nhận kim cương và tiền sao miễn phí mỗi ngày bằng việc xem quảng cáo rồi nha bạn. Rồi về giao diện trong cửa hàng thì thay đổi mình thấy rất là đẹp luôn nha bạn, và có thêm nhiều cái mới mình thấy rất là hài lòng với bản cập nhật lần này luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng đi xem trang phục mới và kiểu tóc mới có đẹp như cái giao diện trong cửa hàng này không nha bạn. Rồi đông nghẹt luôn các bạn ơi, các bạn biết hôm nay có kiểu tóc mới nên các bạn đi thay đổi tóc quá trời luôn nè. Tiệm tóc của anh cha không còn chỗ ngồi luôn các bạn ơi. Thì các bạn nào chờ lâu các bạn cũng có thể vào trong cửa hàng bằng cái điện thoại đó bạn, để các bạn coi có kiểu tóc mới là gì nha bạn, các bạn lựa trước. Trời ơi sao mà lâu quá vậy, nãy giờ mình đợi rất là lâu luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái chùm chọe này nè bạn đó, mình đập âm thầm lên cho các bạn này coi có ngủ quên không thì dậy nha bạn. Nhiều khi ngồi cắt tóc đồ phê quá ngủ quên luôn bạn. Đó dậy rồi kìa, thấy cười là biết dậy rồi đó bạn, chứ không ai ngủ mà cười hết trơn á. À thấy không, dậy đi rồi kìa. Ủa
À, hình như trong tiệm tóc này là có vô theo số thứ tự hay sao các bạn ơi. Khi mà mình đứng kế bên vậy là mình sẽ không có hiện cái kéo để mình leo lên cái ghế đó kịp các bạn. Mà những cái bạn nào tới trước mình thì các bạn đã có thể leo lên nha. Nếu mà như vậy thì rất là công bằng cho mọi người chơi luôn. Ai tới trước thì sẽ được trước thôi. Rồi sau một hồi chờ đợi thì bây giờ mình cũng đã được vào ghế mình ngồi rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kiểu tóc mới nha. Thì ở đây là có nhiều kiểu tóc mới lắm nha. Tiền sao cũng có mà kim cương cũng có luôn. Những kiểu tóc mà đặc biệt thì sẽ được bán bằng kim cương với giá là rất cao, là 108 kim cương là cao nhất nha các bạn. Thì trong bản cập nhật lần này là mình thấy là đa phần là cập nhật kiểu tóc ngắn nhiều hơn nha bạn. Cũng có nhiều kiểu tóc nam ngắn lắm. Và tóc nữ thì cũng có tóc ngắn luôn. Đây là những kiểu tóc ngắn nữ mới nè bạn. Đó rất là dễ thương luôn nha. Búp búp như búp bê vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần nhuộm tóc nè bạn. Thì ở đây là mình sẽ được cập nhật có rất là nhiều màu tóc mới luôn các bạn ơi. Nhưng mà những màu nổi không luôn nha. Có màu xanh đột chuối nè bạn. Các bạn nào thích nổi bật giữa đám đông thì các bạn có thể nhuộm tóc cái màu đó nha. Là các bạn khỏi còn sợ các bạn bị lạc luôn. Thì ngoài kiểu tóc và trang phục được cập nhật ra thì hôm nay sẽ được mở cửa bệnh viện đó nha bạn. Bây giờ mình sẽ vào mình tham quan cái bệnh viện cái đã. Thường thường người ta đi tham quan á là người ta tham quan khu du lịch nè, tham quan viện bảo tàng nè. Còn mình thì mình đi tham quan bệnh viện các bạn. Đây thì ở đây mới vừa bước vào là mình sẽ có những cái hàng ghế ngồi chờ khám bệnh như thế này nha bạn. Còn trước mặt là bên đây là những cái chỗ mà để đặt hẹn nè bạn đó. Ví dụ như mình bốc số mình tới lượt mình thì mình mới được đi khám nè bạn. Cho chỗ đăng ký rồi chỗ tính tiền nè bạn. Nhưng mà chưa có bác sĩ y tá nào ngồi đây hết. Bác sĩ y tá là chính là do mấy bạn luôn á. Mấy bạn đó vào đây có thể đóng vai bác sĩ y tá đó. Ơ có hang máy luôn nha bạn. Xịn xịn. Trời ơi. Đây các bạn bấm vào đây. Vậy là mình có thể lên lầu đó. Ở đây thì có hai lầu. Lầu 1, lầu 2 nè. Mấy bạn đang ở lầu 1 nên không thể nào bấm lầu 1 luôn nha. Phải bấm lên lầu 2 mới được. Đó bấm số 2 thì nó mới đưa lên nha bạn. Đó mình bấm số 2 nè. Đó mình đang ở lầu 2 nè bạn. Đó để mình vào trong đây mình xem thử coi. Đây đầu 2 thì cũng có một cái chỗ phòng chờ y chang như lầu 1 đó bạn. Và những cái phòng khám thì đương nhiên nó sẽ khác nhau nha bạn. Thì thôi bây giờ mình sẽ đi khám phá lầu 1 trước cái đã. Rồi mình sẽ lên lầu 2 mình khám phá sau nha. Hồi nãy là mình đi hang máy thử thôi bạn. Mình test thử coi hang máy nó có bị gì không. Bây giờ thì mình sẽ trở xuống lầu 1 lại nha. Đó để mình đi khám phá lầu 1 trước rồi mình mới lên lầu 2 các bạn. Đây thì ở đây có phòng khám số 2 nè. Để mình vào mình xem coi. À ở đây có bác sĩ. Ủa không các bạn, à mấy bạn này đóng vai bác sĩ nha, chứ không phải là bác sĩ thật đâu nha các bạn. Không phải là bác sĩ từ các NPC đâu nha. Thì cái đây là chỉ là bác sĩ đóng vai thôi các bạn đó. Các bạn chơi game các bạn đóng vai bác sĩ, các bạn mặc đồ bác sĩ, đồ y chang luôn. Mình tưởng nó là bác sĩ thật các bạn. Rồi giờ nãy giờ mình vô hai phòng khám, phòng số 1 với phòng số 2 rồi nè các bạn. Bây giờ có phòng mổ nữa các bạn, để mình vô phòng mổ thử coi sao nha các bạn. Wow, phòng mổ rất là xịn sò, y chang ngoài đời thật luôn nha bạn. Siêu rộng luôn, mà có một cái giường nè đó để cho bệnh nhân lên nằm để chuẩn bị mổ đó bạn. Đó, có rất là nhiều thiết bị xịn sò luôn bạn ơi. Đầy đủ luôn bạn, kệ tủ thuốc, đồ các kiểu luôn bạn ơi. Rất là giống thật luôn, rất là xịn sò luôn bạn. Đó thì như vậy là mình đã khám phá xong một cái lầu 1 rồi. Bây giờ mình sẽ lên tiếp lầu 2 coi trên lầu 2 có gì nữa nha bạn. Đây mình sẽ đi thang máy lên nè bạn. Nó xịn xịn ghê. Ở đây có máy bán nước tự động nè. Nãy giờ đi chạy nhiều mệt quá bạn. Đó nên mua cho nước uống giải khát nha. Chỉ có 8 đồng tiền sao thôi bạn. Rất là rẻ luôn. Bệnh viện nhưng mà không có bán mắt các bạn. Bệnh viện mới rất là rẻ. Đây có phòng chụp X-quang nha. Và cái phòng MRI gì đó bạn. Ôi chụp được luôn kìa bạn. Nó có cái hình bộ xương trong đây luôn. Đây để mình leo lên thử nha. Ơi nó hiện ra nguyên cái hình bộ xương của mình luôn kìa bạn. Trời ơi, xương mình còn nguyên vẹn nha bạn. Nó không có bị nứt mẻ bạn ơi. Đây cũng có hiện lên hình bộ xương của mình trên cái máy này nữa nè bạn. Đó các bạn thấy bộ xương của mình chưa? Đẹp ghê chưa bạn? Đó bộ xương mình rất là đẹp nha bạn. Còn trong đây là phòng gì ta? Chắc cái phòng mà thì mình ngồi vô đây là những cái máy này nó sẽ tự hiện lên trên màn hình nha bạn. Giống như là cái phòng phân tích vậy đó bạn đó. Sau khi mình chụp X-quang ra xong thì mình phân tích coi là bị gãy xương chỗ nào rồi có thể hẹn vá lại được hay không. Kiểu như vậy đó bạn đó, kiểu như phân tích bệnh đó bạn. Ở cái phòng này là phòng gì vậy ta? Phòng này là phòng gì mình cũng không biết nữa bạn ơi. Chỉ có một cái máy và các bạn nó nằm trên đây thôi. Còn có cái màn hình này thì không có mở lên được bạn. Bạn nó nằm ngủ luôn rồi, giờ mình không có leo vô được. Thôi đi ra đi phòng khác coi bạn ơi. Chứ giờ cũng không biết bạn nó ngủ tới nào bạn nó dậy nữa.
nhiều khi bạn ra ngủ tới chiều, hôm nay đứng đợi tới chiều. Đây phòng này là phòng bệnh các bạn, phòng sơ sinh. Còn ở đây là phòng VIP các bạn. Đây mình sẽ vô thử phòng đặc biệt nha. Phòng đặc biệt là như là phòng VIP vậy các bạn. Đó dành cho những người có tiền các bạn. Đó những người đại gia, những người có tiền người ta sẽ nằm phòng này nha các bạn. Bởi vì nó rất là đắt hơn phòng bình thường và nó rất là xịn sò luôn các bạn. Đó có tivi, tủ lạnh luôn các bạn. Chứ không có nằm chung các bạn, không có nằm chung nhiều người. Đó có bồn tắm đồ, phòng vệ sinh rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó phòng VIP, phòng VIP đó các bạn. Nó có giò sen tắm này đó, mình đứng mình tắm thử nè, rung rung lắc lắc luôn không. Rồi bây giờ mình sẽ qua phòng sơ sinh nha các bạn. Phòng sơ sinh là phòng dành cho em bé nha các bạn. Ở đây là những cái nôi em bé hay sao đó mình không biết nữa mà nó không có hiện cho mình vô mình nằm các bạn ơi. Đó cái này là lồng kính rồi nè các bạn. Đó sữa và tã em bé nè các bạn, nó phòng sơ sinh nha. Đó để mình thử mình làm cái nhân vật nhỏ còn mình nằm được nha các bạn. Mình chui vô mình làm em bé được không? Ủa sao cũng không lên nằm lên được luôn các bạn, mình cũng không hiểu luôn. Cái này là mình chọn nhân vật nhỏ nhất luôn rồi đó. Đó mình chỉ còn leo lên đây và mình làm hành động nằm thôi chứ giờ mình không có leo lên mình nằm như mấy cái chỗ khác được các bạn. Giống như là leo lên giường nằm được các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình khám phá thử phòng bệnh bình thường nữa bạn. Hồi nãy mình cũng có vô phòng bệnh một lần nhưng mà phòng đó là phòng VIP nha bạn. Đó là nằm riêng biệt. Còn cái này là phòng nằm chung tập thể đó bạn. Rất là nhiều bệnh nhân nằm chung với nhau như vậy nữa bạn. Ủa bạn này nãy mình gặp bên máy bên kia nằm ngủ rồi mà giờ qua tới bên đây nằm ngủ nữa hả? Rồi như vậy mình cũng khám phá xong cái lầu 2 của cái bệnh viện này rồi nha bạn. Đây là mình đi thang bộ xuống nữa bạn. Đó để khi nào mà cúp điện hay kẹt thang máy rồi đó các bạn đi thang bộ xuống nha. Rồi ok, mình đã khám phá xong cái bệnh viện này thì mình thấy bệnh viện này rất là đẹp và xịn sò luôn nha bạn. Máy móc thì cũng rất là ok. Các bạn cũng có thể vào đây để chơi tham gia bác sĩ y tá được rất là vui rồi đó. Còn đây là phần thưởng bảo trì cập nhật của hôm nay nha bạn. Sẽ là một cái hộp bốc thăm nha bạn. Để xem coi hôm nay mình có may mắn bốc thăm ra được cái gì đẹp đẹp xinh xắn không nha bạn. Một hộp bốc thăm nắng ấm các bạn. Wow, được một cái áo sơ mi lãng mạn màu bi với bạn. Trời mình thích cái áo này lắm nè. Còn các bạn mở ra được gì thì nhớ comment bên dưới cho mình và các bạn biết với nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và thú vị nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra video mới nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye.